Ngày 8 tháng 8, Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý với 36 đối tượng dương tính với chất ma túy ở quán bar trên địa bàn. Trước đó, 0 giờ 15 cùng ngày, Công an quận Tân Phú phối hợp cùng Công an phường Tân Thành đã ập vào kiểm tra bất ngờ với quán bar New Club ở đường Thành Công. Thời điểm kiểm tra, trong quán có gần 100 khách đang nhảy nhót theo điệu nhạc cực lớn. Thấy công an, các dân chơi tìm cách thoát ra ngoài nhưng bị lực lượng chức năng chốt chặn. Hiện trường, công an thu giữ nhiều viên nén nghi là ma túy. Lực lượng chức năng phát hiện quán có nhiều lỗi vi phạm. Công an tiến hành test nhanh 90 khách và 32 nhân viên của quán bar. Kết quả phát hiện 36 dân chơi dương tính với chất ma túy.